Xin chào các anh em nhé, lại về Innova. Bên Sơn quá nhiều Innova luôn. Đây là một chiếc Innova đời 2019 này. Chạy được 53.000 rồi. Sơn đi đánh giá nhanh một chút xíu cho anh em để biết được cái xe này là xe 2019 mới như thế nào. Chất lượng này anh em khóa với bàn khi mà mua xe tại Tân Cảng. Xe này đang chạy được 53.000 km rồi, đăng ký 2019. Xe này thì bên Sơn đang chào bán là giá là 765 triệu. Đây là cái giá chào bán thôi, anh em liên hệ thì tốt, anh em trực tiếp để có giá tốt hơn. Xe này thì bên Sơn sẽ hỗ trợ cho mình khoảng tầm 70%. 70% thì anh em cứ chuẩn bị cho bên Sơn khoảng tầm 220 vậy đó là mình nhận được xe rồi. Đó, xe còn tình trạng rất là mới. Xe được cam kết được kiểm tra 176 hạng mục rồi. Và được bảo hành chính hãng luôn anh em nhé. Mua xe thì yên tâm, không có phải lo về chất lượng khi mua tại Tân Cảng ạ. Rồi, xin chào và tạm biệt các anh em.